ở vòng chính giải Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đã có chiến thắng đậm đà 4-1 trước Liverpool. Trong đó Harry Kane lập cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, anh không thể chơi trọn vẹn 90 phút. Sau trận đấu, bộ phận y tế của Tottenham khẳng định Harry Kane không chấn thương, chỉ là anh bị quá tải vì phải thi đấu liên tục. Qua đó, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đưa ra quyết định cho phép Harry Kane dưỡng sức trong trận đấu gặp West Ham ở League Cup vào rạng sáng ngày 26 tháng 10. Tiền đạo mới chuyển đến Spurs là Fernando Llorente sẽ có cơ hội đá chính ở vị trí trung phong thay thế Harry Kane. Chắc chắn ban huấn luyện của Tottenham đã có những toan tính chiến thuật để Harry Kane đạt thể lực tốt nhất cho chuyến làm khách trên sân của Manchester United vào ngày 28 tháng 10.